Xin chào tất cả các bạn, đến với số lần này chúng ta sẽ được nghe về chuyện tình kết hôn gần 50 năm và đã có 4 người con. Cuộc gặp gỡ đầu tiên khi lên đại học học tại Nha Trang thì gia đình của hai cô chú gặp nhau quen biết nhau từ trước cùng là đồng hương ở Quảng Bình. Cách đây 47 năm á, trùng vào cái ngày Việt Nam miền Nam hoàn toàn giải phóng. À. Năm 75. Dạ. Thì năm 75 thì tôi đang ở Nha Trang, ở cùng gia đình Nha Trang, học đại học ở Nha Trang, gặp gia đình của người hợp xã tôi đây. Hai gia đình là người đồng hương với nhau, cùng quen biết với nhau từ trước rồi, nhưng mà tại vì không gặp nhau thôi, quê ở ngoài Quảng Bình á. Hai gia đình gặp biết nhau từ Quảng Bình luôn. Biết nhau từ Quảng Bình, tức là ông cụ tôi đó, tức là gia đình ông cha mẹ thì biết nhau từ Quảng Bình. Vậy đó hả? Thì là cũng có duyên đó ha. Biết nhau từ Quảng Bình luôn. Rồi như tôi và xã tôi thì không biết, không gặp nhau. Dạ. Tới khi năm 75 hai gia đình gặp nhau. Gặp nhau là trong hoàn cảnh nào? Trong hoàn cảnh thì mình đang tìm cái vùng kinh tế mới để sống. Lúc đó là chú gặp cô thì chú cảm nhận về cô như thế nào? À, thì thấy một cô gái còn học sinh, thấy cũng ngoan hiền, rồi thấy cũng ăn nói nhỏ nhẹ. Năm đó cô bao nhiêu tuổi cô? Đó 19 tuổi ra. Ôi 19 rồi đó hả? Sau thời gian cái đi về kinh tế ở. Kinh tế mới vùng nào? Vùng xa Long Khánh, 16 cây số nữa. Thái Thiện đó. Rồi về đó sống. Dạ, về đó sống. Hai gia đình cũng về đó luôn. Cũng về luôn bên nào. Ở gần nhau không cô chú? Gần. Dạ. Hai nhà cách nhau hai một lô tôi cứ chừng 50 mét thôi. À, bắt đầu nảy sinh từ đó đó. Cách nhau một dậu mồng tơi xanh rờn. Cách nhau mấy chục cái dậu mồng tơi xanh rờn. Lập ra cái con đường nhỏ vừa có người đi thôi. Dạ. Nhau một con đường thôi đó. Vậy là cứ đi qua đi lại rồi thấy em đi qua đi lại thôi phải không chú? Hai gia đình quen biết với nhau nên từ đó gắn kết tình thân. Sau 7 tháng chú cũng có bạn gái nhưng vì tập trung nhiều cho đoàn thanh niên cho nên chú cũng dần ít tình cảm với người đó. Cũng là thời điểm đó cô cũng đã có để ý thích chú rồi. Khi mình đi về đó thì cũng là nước là cái thì hai nhà quen nhau tự nhiên gắn tình kết tình thân với nhau. Vô thẳng vấn đề bao lâu là chú yêu nhau luôn từ lúc về cái vùng kinh tế mới đó. Về đó rồi á thì tôi cũng còn trẻ ham vui ham chơi với đoàn thanh niên đó chứ. Dạ. Thanh niên thì tối nào cũng đi ha ca hát rồi đi múa nhảy múa trong cái hội đoàn thanh niên. Bọn sao sáng tôi cũng đi theo. Con cái ảnh làm nhịn làm mình làm cái mình về việc khác thôi. À nhưng lúc đó ông có bồ không? Dễ gì cũng khó. Thì Quyền Linh thấy ảnh như mặt ảnh vậy rồi đó. Ồ đó anh đẹp trai nhất nhà đó Quyền Linh. Wow. Thiệt á. Cũng có bồ đúng không? Nếu mà coi chức năng được đâu để ý gì đâu. Không thì nói đúng hơn. Giải phóng xong thì ở đó khoảng chừng mấy tháng sau á mới cái lập cái thanh niên đó. Dạ. Đó đâm ra là ảnh rời rạc đi. Ảnh rời rạc mấy tháng luôn Quyền Linh. Cái là mình thấy cũng thôi kệ bây giờ. Cuộc sống mà ảnh có để ý thì mình cũng cảm ơn chú mẹ đó. Ví dụ mà ảnh có để ý thì mình cũng chấp nhận chịu. Tức là lúc đó là cô đã để ý chú rồi. Để ý chú thích rồi. Thích nhưng rồi. Mà chú thì mê chơi quá. Đó. Với con cô khác luôn đó. Rồi bao lâu chú mới để ý tới cô? Thì khoảng chừng gần năm sau á. Rồi lâu dữ thần. Chính thức là gắn bó với nhau. Tỏ tình hả? Hay sao? À, tỏ tình lúc đó mới gắn mới tỏ tình được với nhau. Cái thì là mối tình đầu của mình đó. Chú thì quá nhiều kinh nghiệm yêu đương, còn cô thì không có miếng kinh nghiệm nào hết. Quyền Linh mới có 19 tuổi, mới học tới lớp 11. Đâu có nhiều đâu. Giải phóng sao? Rồi chú tấn công cô như thế nào? Hai gia đình sống gần nhau thì cứ qua lại coi như người dễ nhà. Dễ mà, có cách nhau có con đường quá dễ. Đầy đủ điều kiện. Như người nhà với nhau vậy thôi. Giống như anh em vậy thôi. Rồi khi sau ảnh qua thì ít khi nói chuyện lắm. Cái mấy đứa em mình còn nhỏ á. Đó, trong gia đình mình thì 9 người con. Cái sau này mới được 10 nữa là chẳng 10. Cái là mấy đứa em nó còn nhỏ, nó học bài đó Ngọc Lan. Rồi ảnh qua anh dạy. Rồi ảnh mới nhập cuộc luôn. Nhưng bao giờ chú mới tỏ tình bằng một nụ hôn? Thì ảnh hẹn buổi tối ra buổi chuối. Ra buổi chuối. Có cây chuối đúng. Làm trứng ha. Đúng ra phải chặt cây chuối đó. Đem theo. Đây là minh chứng của nụ hôn đầu tiên. Phải không chuối? Một năm rưỡi sau đó cô chú lấy nhau. Lúc đó còn khó khăn và cũng ở dưới nông thôn cho nên lễ tổ chức đám cưới cũng không lớn. Rồi bao lâu thì cô chú lấy nhau? Một năm, năm rưỡi sau đó. Tháng 10. Năm 76. Bắt đầu là sau giải phóng một năm mình lấy nhau. Sau giải phóng một năm. Dạ.
Ừ, đám cưới vui không chú? Thì ôi trời, nó đúng. Hồi đó thì nói chung là vùng nông thôn, như là cái hoàn cảnh xã hội lúc đó nó không đọc sao mà lớn làm lớn lao được. Yeah. Mình cũng kinh tế cũng khó khăn nữa, cho nên rồi cũng chúng mình làm cho nó bài bàn cho nó có bà con thôi, chứ không phải tổ chức cùng bên gì hết. Đơn giản khoảng chừng nửa tiếng rồi bác với lại mấy đứa chú anh bác á, con bác á, mình kêu bằng anh á đó, rồi nói chuyện vài câu là xong rồi. Cái bày ra một cái mấy cái nồi lẩu bằng vuông bằng nấu đậu lan đó lăng đó. Yeah. Đó cái lẹ nồi vuông là xong chứ không có gì nhiều. Lấy nhau về cô làm dâu bên nhà chồng, vài tháng sau cô có bầu, bố chồng cũng làm nhà cho cả hai ở riêng. Thời điểm khó khăn cô chú vẫn làm trồng trọt cho đến năm 1981. Cả hai cô chú về Long Khánh ở. Từ lấy dâu mình sống ở đâu? Thì ở với ba mẹ luôn. Làm dâu, thì vợ với xã về làm dâu. Làm dâu cách có con đường thôi. Vâng, có con đường nhỏ xíu, con đường có 50 mét à. Làm dâu xong rồi thì vài tháng sau cái là vợ xã mới có bầu. Yeah. Thì ông cụ làm nhà cho ở riêng. À. Ở riêng cách đó xa không chú? Sau lưng chút xíu. Trong đất thổ cư rồi thì mình xém biết làm nhà thôi. Dạ. Hồi xưa đâu có phải là phải làm sổ đỏ cắt ra này kia. Thì không có đâu. Cứ đất trong nhà là muốn cắt đầu cắt gì đó. Tự mình cắt thôi. Dạ. Cắt rồi nhưng mà chưa ở đâu Quyền Linh. Đó, đợi sanh đứa con gái đầu xong rồi ở bên ngoại. 6 tháng sau mới chạy về nhà đó ở lại. Dạ. Rồi bắt đầu kinh tế nó... Thì, bắt đầu khá hay là sao thì kinh tế thì làm nông cũng làm nông mà Quyền Linh làm nông, nhưng mà làm vùng đó đi cấy thì nọ mà thôi. Cái vùng đó đặc biệt là họ làm cái họ xây dựng cái hợp tác xã nông nghiệp sớm là vùng điểm đó. Yeah. Tất cả đất đai thuốc thì thu là hết làm tập đoàn năm 81 và tôi mới không ở cái vùng nông thôn nữa, đi về Long Khánh ở ngay thì xa Long Khánh. Là gia đình dắt díu nhau đi về Long Khánh. Vâng. Lý do là sao mình không ở đó nữa? Tại vì nông thôn mình không phát triển được. Phát triển được là mình cũng không hợp với cái thổ nhưỡng ở đó. Dạ. Rồi tiền đâu mình về Long Khánh? Về Long Khánh thì làm công mình nhân. Bán lúa đó từng lúc. Đi là làm công nhân. Mình bán thùng rồi cái ảnh đi làm rồi đi kiếm gì đó. Lúc đó khi về Long Khánh, cô chú đã có hai người con. Khó khăn muôn vàn liên tục đến với cô chú nhưng cô chú vẫn vượt qua được vì lúc cưới cô chú cũng có một chút của hồi môn nên đã mua được một căn nhà nhỏ. Lúc đó là cô chú là có mấy người con rồi? Thì lúc đó hai người con. Dạ. Yeah. Cũng khó à, nếu mà không hai người con mà tự rời xa ngoại, ông nội, bà nội mà đi... Đi về Long Khánh. Long Khánh đó là... Thì nó đúng hơn. Thì mệt, lúc đó là 100 vàn thì khó khăn. 100 vàn. Nhưng mà rồi nó cũng vượt qua tại vì mình thời buổi đó mình cũng có một chút của hồi môn đó. Cho nên mua được căn nhà thì nó ở Long Khánh. Dạ. Nên không phải thuê nhà gì hết. Dạ, cũng vậy cũng hay. Rồi bao giờ cô chú mới về về Tân Bình? Thì Tân Bình thì năm 1991 kinh tế nó cũng khá ổn định rồi, như là đời sống chính trị xã hội thì họ cũng dễ dãi cho mình đi về lại Sài Gòn. Lúc đó thì tôi mới cùng nhau rủ nhau về lại. Với lại ảnh cũng mạnh mẽ đó, đâm ra ảnh có hay đi tới. Lấy ảnh như vậy là ở với nhà con gái là 6 căn nhà rồi đó Quyền Linh. Nhà nó là 6 căn nhà đó. Vậy đó hả? Chưa đâu với cộng đâu. Ảnh mà cảm thấy cuộc sống hơi gì là ảnh cứ là đổi đó. Chúng ta còn rất nhiều những điều bí ẩn nằm sau câu chuyện của hai cô chú này nữa. Các bạn hãy cùng chờ đón ở tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy cho Xin Chào TV một nút like và subscribe để Xin Chào TV có động lực làm thêm những phần hấp dẫn hơn nữa nhé.